Theo đó, hai bộ đã thống nhất và báo cáo Thủ tướng trong thời gian ngắn nhất sẽ cấp kinh phí chống hạn cho các tỉnh Kon Tum là 20 tỷ đồng, Đắk Lắk là 33,8 tỷ đồng, Lâm Đồng là 19 tỷ đồng và Gia Lai là 10 tỷ đồng. Chỉ trong 4 tháng vừa qua, khu vực Tây Nguyên đã có gần 4.700 ha diện tích cây trồng bị mất trắng, 51.000 ha cây trồng thiếu nước và hạn hán. Hầu hết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trong vùng đều có dung tích thấp hơn nhiều so với thiết kế. Nhiều hồ nhỏ đã cạn, không còn khả năng tưới. Tình trạng thiếu hụt dòng chảy trên các sông khu vực Tây Nguyên đang ở mức nghiêm trọng so với trung bình nhiều năm. Dự báo, tình hình hạn hán ở Tây Nguyên sẽ bớt căng thẳng khi bước sang tháng 5, mưa cộng thêm nguồn nước xả từ các hồ thủy điện qua phát điện trong khu vực sẽ cung cấp đủ nguồn nước phục vụ sản xuất hè thu.